Chào mừng đã quay trở lại kênh của mình, một cái clip làm tranh thủ vào buổi chiều cuối tuần. Ở trong clip này thì mình lại test VS cộng mới, đó là Idle Garage. Idle Garage ở bản tiếng Trung thì đã xuất hiện đến bây giờ được một tuần rồi. Tuy nhiên, như các bạn đã biết là ở bản tiếng Anh, bản đài với cả bản tiếng Trung thì thứ năm vừa rồi không có thêm cập nhật mới, bởi vì là đang trong thời gian nghỉ Tết. Thế nên là những cái sự kiện ở bản tiếng Anh, bản đài, bản Trung đã cập nhật từ thứ năm tuần trước rồi này. Và với Idle Garage đây, có một số cái kiểu dạng như là vẫn còn lỗi thì phải chờ đến thứ năm tuần sau bắt đầu mới có thể gọi là fix lỗi mới cả cập nhật được. Hôm nay thì mình lại test tiếp với cả Idle Garage này. Hôm trước thì account của mình vừa mới mở thêm được cái tượng cổ thứ năm để có thể tăng thêm một ít lực chiến nữa. Và clip này mình lại test tiếp với Idle Garage xem nó có ổn hay không. Sau khi mà cứ lắp nó vào trong đội hình như thế này này. Hiện tại bây giờ thì mình đang đứng ở hạng 3 đấu trường này. Và mỗi ngày thì mình bị đánh bởi một người chơi ở hạng 2. Và với cái tỷ lệ như các bạn thấy đó là mình giành chiến thắng nhiều hơn. Nếu mà trong 10 trận đấu thì mình có thể giành được chiến thắng 7 trận đấu và bị thua 3 trận này. Thì mình sẽ cùng xem Idle Garage 2 trận đấu để xem là nó có công dụng gì nhiều hay không. Thú thực là với team mình đang chờ thêm một con tấn công tốt nữa để có thể giúp đỡ cho team, nó kiểu mà ngoài con Mega Mewtwo E ra, team mình như các bạn thấy đó là mỗi một con Mega Mewtwo E là con tấn công đam chính thôi. Và với Idle Garage thì như các bạn thấy là có hai Pokemon đã bị dính hiệu ứng đóng băng rồi. Đó chính là Mega TNC, Mega Rayquaza trước khi hành động. Mà nếu mà có tốc độ cao hơn so với cả Idle Garage thì sẽ có 50% tỷ lệ sẽ bị dính đóng băng này. Và đóng băng này còn kèm theo cả mất luôn 20% lượng máu gốc nữa cơ. Có vẻ như hiệu ứng của Idle Garage cũng đã được cải thiện hơn rồi. Bây giờ đang có thêm cả khiên băng các kiểu nữa. Và đóng băng, lại tiếp tục đóng băng luôn. Một Pokemon kiểu dạng như là có cái khả năng khống chế như vậy là quá là ổn luôn này. Và chính vì như vậy mà mình cảm thấy kiểu dạng như là có thể là có cái tỷ lệ giành chiến thắng cao hơn. Và kia là con Mega Rayquaza lên Zmu 4 của người chơi đó, vừa được chỉnh sửa lại, rất là mạnh nhưng mà không kịp hành động cái gì cả, bị ăn đòn liên tục. Thế nên là cũng đã tử trận. Trong team này thì mình đã phải bỏ ra một con Mew Origin thì cũng sẽ rất là nguy hiểm dành cho Mega Mewtwo E. Bởi vì Mega Mewtwo E lúc này nó không có thêm một cái kháng tử đến từ con Mew Origin nữa. Và Mega TNC thì thời điểm này mà nhận một cái sát thương to chẳng hạn, mà đang có trong cái thời điểm mà bị tử trận, đang có cái tường nhân 3 như vậy thì cũng sẽ rất dễ bị nguy hiểm so với cả hồi trước này. Và trận đấu này thì kiểu như bên mình đang có tỷ lệ giành chiến thắng rất là cao, bởi vì một con quan trọng đó Mega Rayquaza đã tử trận rồi này. Đây, mãi mới được tấn công. Sát thương của con phòng thủ bây giờ thì nó không phải là quá cao. Mình đang dự tính nó là đổi sang Mega Mewtwo X xem như thế nào. Bởi vì hôm trước mình vừa làm một cái clip theo kiểu mà team ma siêu của một người chơi đam mê ma siêu ấy, thì Mega Mewtwo X đánh nhìn có vẻ là rất là rát. Nhưng mà có lẽ là với Mega Mewtwo Y thì vẫn nhiều cái cảm tưởng là sẽ ổn hơn. Nhất là theo kiểu quả đánh lan này, xong rồi là khống chế của nó nữa. Và sinh tồn của nó cũng sẽ tốt hơn Mega Mewtwo X này. Và trận đấu này thì mình giành chiến thắng. Con Kyurem bây giờ mình mà có trong team nữa, 11 sao chẳng hạn này, thì mình còn có thể là gây ra rất nhiều hụng đóng băng phía lên địch luôn. Nhưng mà cũng chưa biết bỏ con nào. Nếu mà bỏ chắc là bỏ Raimon Gaudon chắc. Cũng rất là khó. Bây giờ chỉ cần bỏ đi một vài con quan trọng Mega TNC thì mình đã lên Zmu 4 rồi. Đây, Mega Mewtwo E thì do không có đó là con Mew Origin, thế nên nó cũng đã tử trận rồi này. Trận này mình đã giành chiến thắng. Một trận đấu kế tiếp, vừa vào phát Mega Rayquaza, Mega TNC lại bị dính đóng băng luôn. Vậy nên là cái hiệu ứng đến từ con Idle Garage này như mình thấy là cũng rất là ổn. 4 sao nó đã có sẵn cái hiệu ứng này rồi. Tuy nhiên 11 sao mình tăng cường thêm, đó là cái đóng băng loại cấp cao hơn, và kèm theo nữa là có thêm một vài cái hiệu ứng nữa để giúp cho nó có khả năng sinh tồn tốt hơn này. Đây là chỉ là một con phòng thủ thôi, nó cũng không có quá nhiều cái tác dụng cho lắm. Nhưng mà như bạn thấy đây, đóng băng mình địch được 3 con rồi này. Và chính vì không hành động được thì kiểu dạng như là cũng không có thể là tạo ra được cái sát thương, ví dụ như Mega Rayquaza hay Mega TNC các kiểu này. Vậy nên là chưa biết là nó có sức tấn công tốt hay không, hay phòng thủ tốt cỡ nào, nhưng mà cái khống chế của Idle Garage như vậy là đối với mình
cảm thấy ổn để có thể giành được chiến thắng trước đội hình bên kia này. Và đóng băng này thì Raimon Gaudon là một Pokemon có khả năng miễn nhiễm với cả hiệu ứng đóng băng, một Pokemon hệ lửa này, với cái bộ skill mới. Và nhiều cái sát thương mạnh như vậy xong thì Mega Rayquaza cũng kiểu dạng như là cũng gần chết rồi. Đấy cũng là một cái hay. Chém. Chính vì hai cái khống chế như vậy mà mình có thể giết được một con quan trọng nguyên địch rồi. Đó chính là con Mega Rayquaza này. Còn bên kia thì mất lượng máu rất là nhanh, đóng băng tiếp. Thực ra Necroman đang chuẩn bị hành động, đang chuẩn bị ulti thì bị đóng băng này. Vậy nên vậy có thêm IR Karrex là mình cảm thấy ổn này, so với cả những S cộng mới ra đợt trước. Bây giờ khống chế nó đang tốt hơn rất là nhiều so với cả hồi trước rồi. Còn Raimon Gaudon thì dập nốt kiểu dạng như động đất để cho địch nào mà đang gần chết chết luôn một thể. Chính vì như vậy mình vừa cho thêm Ider Karrex vào mà cái tỷ lệ mình giành chiến thắng trước team này nó cũng sẽ cao hơn, mặc dù bên kia toàn là những con S theo kiểu mà có những con full Zmu, có con lên Zmu 4, có con như Necroma S cộng lên Zmu 8 luôn. Nhưng mà với sự kết hợp tốt hơn ở trong team thì mình có thể giành được chiến thắng rồi này. Kia Raimon Gaudon lên Zmu 4 này, sát thương gây ra nó cũng cao hơn rất là nhiều. Thì với điều chỉnh bây giờ team băng này hay là team siêu này, nó đang có cái nhiều sự lựa chọn hơn. Đó là do con Ider Karrex này, hoặc là bạn có thể sử dụng trong team siêu cũng được, bởi vì là Ider Karrex là có hệ siêu này, hoặc là sử dụng trong dành trong team cỏ, bởi vì là nội tại của nó chỉ cần có một cái hiệu ứng gì thôi là tự động là nó sẽ có thêm hệ cỏ ở trong team. Và bây giờ bên kia chỉ còn hai con thôi. Mình đang thiếu một con có thể gây sát thương cao, ví dụ như Mega Rayquaza chẳng hạn. Mình đang dự tính lên Zmu sắp tới là kiểu mà có team rồng rồi, mà chơi team rồng với cả Mega Rayquaza chắc là thích lắm. Đây, Song Galio vừa rồi nó cao cho 2 phát 4.8 triệu, coi như là tử trận một con Raimon Kyo rồi. Team mình theo kiểu mà chơi nhây xong rồi đánh trả lại các kiểu cho xịn. Xong, trận đấu này mình lại giành chiến thắng này. Ok, vậy là test xong về Ider Karrex. Nhìn chung thì S cộng mới này, cái hiệu khống chế của nó gây ra tốt để giúp cho team mình có thể giành được chiến thắng. Còn Mega Rayquaza đây, mình bây giờ có thể sẽ lên Zmu 6 trong ngày đến tháng sau. Đến tháng sau chỉ cần biết được S cộng mới, S mới tiếp theo là con nào thì mình sẽ có dự tính lên theo sau. Còn bây giờ vẫn là tiết kiệm đã, bởi vì bây giờ lượt chúng ta sẽ bàn luận về S mới tiếp theo tiếp theo kiểu dự đoán này. Nhưng mà trước đó thì chúng ta sẽ cùng dự đoán đó là S cộng kế tiếp. Như các bạn đã biết ở trong phần Pokédex này ấy, thì thường thường hồi trước ấy thì những Pokemon theo kiểu mà Pokemon chính theo kiểu mà thần thoại hay huyền thoại, mình cũng không phải là fan Pokemon do đó mình cũng không rõ lắm, huyền thoại hay gì Legendary ấy, thì tổng chỉ số 680 này, Pokemon chính ở trong cái gen nào đó, thì sau khi Pokemon đó ra xong rồi lại đến thêm một Pokemon theo kiểu dạng 600 xong bắt đầu đến Pokemon theo kiểu 680, cứ như vậy. Đến thời kỳ XYZ cũng tương tự như vậy luôn. Game thay ra theo kiểu đủ bộ này, XYZ này, xong rồi trước đó thì luôn kèm theo một Pokemon có tổng chỉ số 600 này. Thì đến thời kỳ theo kiểu mà bất chợt một con bậc S ra mắt, thì bây giờ game đang kiểu dạng như ra một Pokemon có á thần, dạng shiny tiến hóa mega như thế này. Mega TNC thì ra mắt đó là con shiny Mega Tyranitar này, xong rồi đến lượt mà con Mega Mewtwo Y thì ra con shiny Mega Metagross này, đi tìm team siêu này. Vừa rồi thì lại ra thêm một con shiny Cynthia Mega Garchomp nữa này. Thì bây giờ game đã ra đến cái thời kỳ của bộ đôi kiếm với cả khiên Zacian này, xong bắt đầu lại một Pokemon theo kiểu mà dạng 600, xong bắt đầu lại đến Zamazenta trước, xong mới đến Zacian này. Sau bộ đôi này vẫn là cùng ở cái gen đấy thì chúng ta đã có thêm đó là bộ đôi Ider với Sarider. Trước đó hay là sau đó thì cũng đã kèm thêm một số Pokemon theo kiểu dạng shiny khác, ví dụ như là Sarider Karrex này, xong rồi ra mắt thêm nó là con shiny Mega Metagross, xong rồi
Shiny Mega Lucario, thì bây giờ đến thêm nữa đó là con Aider này. Thì mình nghĩ ra sau con Aider Karex này sẽ là một Pokemon theo kiểu mà dạng Shiny tầm 600, sau bắt đầu mới tiến đến một con cuối cùng theo kiểu ở trong cái phần gen này, thì con đó là con này. Đây là một Pokemon cuối ở trong cái phần của những Pokemon kiếm với khiên với Aider, Sao Aider đây, Aeternatus đây. Một Pokemon có tổng chỉ số đó là 6.90. Cái máu này, công đặc biệt này, với cả tốc độ cực kỳ là cao luôn. Có lẽ một Pokemon cực kỳ hot. Và cái dạng của nó tiến hóa lên về sau thì tổng chỉ số 1125, có lẽ là con có tổng chỉ số cực kỳ cao, cao nhất rồi đấy. Một Pokemon mang song hệ đó là độc với cả rồng. Thì mình nghĩ đó là sau khi Pokemon này Aider Karex xuất hiện sẽ là một Pokemon dạng Shiny nào đó. Thì mình đang thiên hướng về theo kiểu mà hệ lửa hoặc là hệ giác đấu nhiều hơn. Bởi vì là vẫn còn một Pokemon theo kiểu mà bậc S cộng như thế này chưa xuất hiện, đó là con gà lửa bậc S cộng này. Thì dự tính chắc là đến tầm sinh nhật game cuối tháng 3 này, sinh nhật game thì bắt đầu là gà lửa S cộng này sẽ chính thức xuất hiện này. Một Pokemon mang hệ lửa với cả hệ giác đấu, thì mình đang có suy nghĩ nhiều hơn về một Pokemon hệ lửa, hệ giác đấu theo kiểu mà dạng Shiny ấy. Nó sẽ đi cùng với cả con gà lửa S cộng này, và kèm thêm nữa là cái bậc S mình đang có dự đoán đó là White Kyurem nhiều hơn so với cả Black Kyurem. Bởi vì White Kyurem theo kiểu mà chiều hướng đó là của con Reshiram hệ lửa với cả Kyurem. Mặc dù là lúc mà White Kyurem hay Black Kyurem thì cái hệ của nó vẫn là hệ rồng là chính, hệ băng là phụ, không hề có lửa hay là điện gì cả. Nhưng mà với theo kiểu mà sắp tới, mình nghĩ là theo kiểu team lửa hoặc là team rồng sẽ được vươn lên khi mà S tiếp theo là một Pokemon hệ rồng. Các bạn nhớ năm trước là năm mèo nhỉ? Năm mèo thì nhà phát hành ác thật, hai Pokemon bậc S đó là hai Pokemon của VIP 12, Mega Mewtwo X, Mega Mega Mewtwo Y. Năm mèo đã qua, bây giờ năm rồng. Năm rồng thì chúng ta có bộ đôi Black White Kyurem này, có khả năng nhớ đâu tháng 3 này là ra White Kyurem trước, xong rồi đến tháng 10 ra Black Kyurem, như vậy là vừa đủ rồng luôn. Đến rồng thì bắt đầu là sau cái thời kỳ của bộ đôi kiếm khiên là bắt đầu đến thời kỳ của Coidon, Mirrodon chưa nhỉ? Pokemon mang giác đấu với cả rồng, với cả điện, với cả rồng ấy, thì Mirrodon ra cái thời điểm vào tầm tháng 10 là đẹp hơn. Lúc đó thì Black Kyurem này theo kiểu mà rồng kết hợp với cả Zekrom ấy thì có hệ điện ấy, thì lúc đó team điện có thể lên ngôi được một tí. Còn bây giờ thời kỳ theo kiểu mà team lửa đi, team lửa với cả team rồng, thì Aeternatus có thể là sẽ xuất hiện sau White Kyurem chẳng hạn, thì lúc đó sẽ là thời kỳ của team rồng luôn rồi đấy. Bởi vì là lúc này S cộng mới ở bản tiếng Trung ra thì vẫn chưa đến thời kỳ của S mới ra đâu. Vậy nên là S cộng mới ra Aeternatus thì chắc là tầm tháng 3. Còn chuẩn bị sắp tới nữa thì mình nghĩ là một dạng Shiny rồi này. Vậy là game cũng trải qua rất là nhiều những gen này rồi, thì không biết là sắp tới sau khi mà ra hết như vậy xong thì nhà phát hành sẽ theo kiểu như thế nào đây, lại chuyển sang một số Pokemon bậc S cộng dạng Shiny nữa, thế là chúng ta lại có thể quay trở lại từ đầu tiếp rồi này. Thường thường thì dạng S mới thì theo kiểu mà toàn sẽ bị đánh lạc hướng ấy, hầu như là sẽ có một số Pokemon nhiều người chơi đoán được là S nào rồi, nhưng mà gần gần đến lúc đó thì tự nhiên lại có thêm một cái hint mới ấy. Kiểu mà nhập gì nhỉ, mod lại ra một cái Pokemon nào đó lạ lạ, bảo là đây là S chẳng hạn này. Nhưng mà thôi, vẫn giữ quan điểm cũ, cái thời kỳ mà kiểu như Mega Mewtwo X lúc nào cũng bảo là thôi chắc là ra Black White Kyurem, không phải rồi. Thời kỳ ra Mega TNC thì bắt đầu lại bảo là có thể Mega Mewtwo XY lại bắt đầu chuẩn bị xuất hiện này. Thì thời kỳ này mình nghĩ là năm rồng, team rồng, Black White Kyurem mình vẫn có thiên hướng nhiều hơn, và mình nghĩ là White Kyurem. Và nếu mà thực sự thời kỳ của team rồng xuất hiện thì Mega Rayquaza sẽ là một Pokemon đáng để lên ZMU luôn. Với thời kỳ team rồng như vậy thì ấn của nó ngay lúc đầu này, xong rồi kèm theo nữa là ra một đòn thôi là bay lên trời luôn và đánh ké, thì team rồng sắp tới có lẽ sẽ rất là mạnh rồi. Ok, đây là một cái clip theo kiểu mà làm tranh thủ của mình để nói về Aider Karex S cộng mới, và kèm theo nữa là những cái dự đoán của mình về S cộng với cả S sắp tới.